Thưa quý vị, trong ngày 9 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ đối tượng Ngọ Văn Cường để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo đó, trong ngày 29 tháng 9, Cường nảy sinh ý định đi cướp tiền của người dân đến rút tiền tại các cây ATM. Để thực hiện ý định, Cường mang theo một con dao rồi đi đến trụ sở ATM của ngân hàng Vietcombank trên đường số 10, khu công nghiệp Sóng Thần 2. Khi thấy chị Đặng Thị Tuyết Mai sinh năm 2001 đang rút tiền chỉ có một mình, Cường đã giả làm người rút tiền đi vào bên trong. Khi thấy máy ATM vừa nhả tiền ra thì Cường rút dao khống chế chị Mai để cướp số tiền 2,5 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát. Qua trích xuất camera, lực lượng công an đã truy xét bắt khẩn cấp đối tượng Cường cùng tang vật.